Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh từ 0,1% đến 1,4%, tạo động lực giảm lãi suất cho vay. Đại học Huế triển khai các cuộc thi khởi nghiệp để khơi dậy tinh thần và định hướng cho các bạn sinh viên về tư duy, hành động sáng tạo, cũng như hình thành và phát huy những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Sau hơn 10 năm, những người dân di cư Lào làm công dân trên đất Việt, với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, đời sống đã dần ổn định, an tâm gắn bó với vùng đất mới. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ năm ngày 6 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua huyện A Lưới tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Dự khai mạc diễn tập có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo cả cơ quan ban ngành cấp tỉnh, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới năm 2023 sẽ được tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập, huyện ủy A Lưới đã có nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ diễn tập, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn kiện, chương trình, kế hoạch diễn tập theo đúng kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh, cuộc diễn tập để nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành đoàn thể địa phương, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới và khung tập chủ động làm tổ công tác chuẩn bị, chấp hành nghiêm cả quy định, đảm bảo bí mật tuyệt đối, an toàn về người và vũ khí trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc ra soát hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó yêu cầu Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc bổ sung nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 trong quy hoạch tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo bổ sung vào quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chuyển sang những tin tức kinh tế. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó 5 dự án FDI với vốn đăng ký 39 triệu đô la Mỹ. Hiện nay trên địa bàn khu kinh tế công nghiệp tỉnh có 174 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 112.400 tỷ đồng, trong đó có 44 dự án vốn FDI với vốn đầu tư đăng ký là 70.400 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 835 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch, doanh thu ước đạt 17.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 38.000 lao động, giảm 9,6% so với cùng kỳ, trong đó có 202 lao động nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, có 415 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.749 tỷ đồng, giảm 8,9% về lượng và giảm 35,8% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 210 doanh nghiệp, giảm 125 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 383 doanh nghiệp, tăng 5 doanh nghiệp, giải thể 60 doanh nghiệp, giảm 9 doanh nghiệp. Bước sang tháng 7 này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục giảm mạnh từ 0,1% đến 1,4%, tạo động lực giảm lãi suất cho vay. Ở mức thời hạn ngắn từ 1 tháng đến 3 tháng, chỉ còn khoảng 50% số ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất kịch trần 4,75% một năm, còn lại đều có mức lãi suất 4,2 đến 4,5%. Nhóm ngân hàng thuộc nhà nước hiện áp dụng mức lãi suất 3,4% một năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,2% một năm cho kỳ hạn 3 tháng và 5% một năm cho kỳ hạn 6 tháng. Đây là mức thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên.
Được biết tại Thừa Thiên Huế, tổng dư nợ tín dụng đạt 75.600 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm, là mức tăng trưởng khá thấp so với cùng kỳ những năm trước, tỷ lệ nợ xấu 1,07%. Hiện các tổ chức tín dụng cũng đã thực hiện hạ lãi suất ở cả hai chiều huy động tiền gửi và cho vay. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, ngoài những nỗ lực của tỉnh, thì Đại học Huế cũng đã triển khai nhiều cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để khơi dậy tinh thần và định hướng cho các bạn sinh viên về tư duy, hành động sáng tạo, cũng như hình thành và phát huy những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Qua các cuộc thi khởi nghiệp đã lan tỏa ngọn lửa khởi nghiệp cho sinh viên, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Sau khi đạt giải khuyến khích tại cuộc thi năm 2022, Huỳnh Dương Hoàng Long cùng nhóm sinh viên của Khoa Kỹ thuật Công nghệ mang đến cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 với dự án về trồng cây trong nhà, nhấn mạnh đến yếu tố bền vững với môi trường và thông minh. Lý do để gắn bó với cuộc thi qua hai mùa được các bạn sinh viên lý giải chính là những kiến thức về khởi nghiệp, phương pháp kích hoạt đội nhóm và dự án sáng tạo, các giải pháp sáng tạo và các kỹ thuật thuyết trình, mô hình hóa dự án mà các bạn tiếp nhận được sau mỗi vòng thi. Qua hai cuộc thi mình đã trải qua thì mình đánh giá ra được là mình có thể có được một cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường và nguồn vốn. Từ đó mình biết cách được điều hướng và đi những bước như thế nào để từ đó cải tiến đưa ra những phương án phù hợp và hợp lý nhất. Đối với sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ nói riêng và sinh viên Đại học Huế nói chung, thì theo em thì ngoài thời gian học tập ở trường thì các bạn nên thường xuyên tham gia các hoạt động, ví dụ như là cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo. Những cuộc thi như thế này sẽ giúp cho các bạn rèn luyện những kỹ năng, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, rất nhiều kỹ năng mà có lợi cho các bạn. Cùng với thúc đẩy đổi mới dạy và học trong mỗi cán bộ giảng viên và sinh viên, những năm qua, Đại học Huế đã chú trọng nhiều đến những hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Điều này thể hiện rõ khi số lượng những đề tài, dự án tham gia vào cả cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức tăng lên theo hàng năm. Tại mỗi cuộc thi, Đại học Huế không chỉ đồng hành cùng sinh viên mà còn mời các chuyên gia, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp dẫn dắt, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp các bạn sinh viên hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp. Thông qua 4 vòng thi kéo dài trong 6 tháng thì các bạn sẽ được các gặp gỡ các chuyên gia, các cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ hỗ trợ cho các bạn phát triển cái dự án của mình. Cụ thể là sau cái vòng ý tưởng thì các bạn sẽ tham gia cái vòng thứ hai, đó là vòng phát triển dự án, và vòng thứ ba đó là vòng bán kết, và vòng thứ tư là vòng chung kết và thuyết trình gọi vốn trước các nhà đầu tư. Đại học Huế cũng đã và đang xây dựng cái chương trình đào tạo khởi nghiệp trong sinh viên. Trước mắt thì các trường đại học phải có một học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là cái học phần cơ bản giúp sinh viên định hình và sẽ có những cái triển khai khi mà sinh viên có ý tưởng, từ cái khâu ý tưởng cho đến cái triển khai và quảng bá sản phẩm, và đến cái giai đoạn là chúng ta có thể đưa vào thương mại hóa thì sẽ được hướng dẫn cho nghèo. Ở Đại học Huế thì ngoài cái hoạt động sinh viên ra, cũng có rất là nhiều cái hoạt động cho những cái đối tượng, cho doanh nghiệp và cho những cái người mà muốn được trau dồi, được nâng cao cái năng lực, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của Đại học Huế. Khởi nghiệp thực sự đã trở thành một xu hướng hot khi mà hiện nay rất nhiều sinh viên đang mong muốn được tự thân lập nghiệp, tự thể hiện mình. Tuy nhiên, để hoàn thiện một đề tài dự án không phải là điều dễ dàng, bởi nhiều sinh viên có ý tưởng nhưng chưa đủ kinh nghiệm để hiện thực hóa. Việc tham gia những cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là cơ hội để các em được cung cấp thông tin, hỗ trợ phát triển đội nhóm thông qua thúc đẩy hợp tác liên ngành trong sinh viên, để khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trở thành một phong trào có bề dày và có chất lượng thực sự. Bộ Tài chính vừa thông báo giảm thuế nhập khẩu xăng từ 10% xuống mức 5,62%, cùng với đó chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ 30 đồng một lít. Theo đó, căn cứ tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng xăng dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút của thương nhân đầu mối xăng dầu quý 2, Bộ Tài chính cho biết mức thuế nhập khẩu bình quân với mặt hàng xăng được điều chỉnh xuống còn 5,62%, thuế nhập khẩu bình quân với dầu diesel xuống còn 0,58%, dầu ma rút còn 1,38%, riêng dầu hỏa không thực hiện điều chỉnh.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành với mức tăng từ 26% đến 28% so với giá hiện hành. Theo phương án giá kiểm định ô tô mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản. Theo đó, chi phí lương và các khoản có tính chất lương đề nghị điều chỉnh tăng 70% căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay, thực tế tăng 71,43%. Chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng 20% do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến nay, thực tế chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 26,05%. Cục Đăng kiểm cho biết việc tiếp tục áp dụng hình thức nhà nước đơn giá cụ thể đối với giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong bối cảnh đã xã hội hóa lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành là không còn phù hợp. Theo ghi nhận, tháng 6 vừa qua, số lượng khách du lịch không đạt kỳ vọng, thấp hơn các năm trước, kể cả hè các năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện giá vé máy bay giữa các điểm hè đang giảm mạnh và có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, giá vé máy bay cao điểm tháng 7 đã giảm tới một nửa so với tháng 5 và tháng 6. Đường bay Hà Nội - Phú Quốc đi trong tháng 7, hiện giá vé chỉ từ 1,1 triệu đồng một chiều trở lên, đã gồm thuế phí. Nếu đi trong tháng 8, giá còn thấp hơn, chỉ từ 800.000 đồng một chiều. Giá vé máy bay hè đi trong tháng 7, tháng 8 tới, nếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, thời điểm này cũng giảm khoảng chỉ còn quanh mức 1 triệu đồng một chiều, tương ứng giảm khoảng 30-50% so với đặt vé từ một tháng trước. Phần cuối chương trình là các tin tức khác. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương như Hương Trà, A Lưới đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với cả phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Theo kế hoạch, nội dung phối hợp sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chương trình của các địa phương Hương Trà, A Lưới về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng thời tăng cường vai trò hiệu quả giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương chính sách về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà và huyện A Lưới. Hội thi vẽ tranh theo sách với chủ đề Áo dài và di sản do Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức là hoạt động có ý nghĩa hưởng tuần lễ áo dài do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7. Được tổ chức từ đầu tháng 6 đến nay, hội thi đã thu hút đông đảo các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế tham gia. Đây là một hoạt động thú vị tạo cơ hội để các em phát triển năng khiếu trong lĩnh vực hội họa khi những cảm xúc qua các trang sách bài viết được đọc đã giúp các em sáng tạo đưa các hình ảnh đặc trưng của di sản văn hóa Huế như đền đài, lăng tẩm, cầu Trường Thiền, các họa tiết cung đình, hoa sen, nhã nhạc, ca Huế vẽ trang trí trên tà áo dài Huế. Đó cũng là cách để lan tỏa văn hóa đọc và chia sẻ tình yêu quê hương xứ sở, góp phần quảng bá cho hình ảnh di sản văn hóa Huế, tôn vinh áo dài Huế, khẳng định thương hiệu Huế kinh đô áo dài Việt Nam. Hoạt động này cũng góp phần đổi mới nội dung, phương thức phục vụ của thư viện, tạo nên không gian văn hóa bổ ích cho tất cả các em học sinh và những ai yêu quý sách, khơi dậy niềm đam mê và khuyến khích các em đọc sách, góp phần thúc đẩy văn hóa đọc ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2013, tại các xã biên giới trên địa bàn huyện A Lưới có nhiều công dân của nước bạn Lào di dân tự phát và kết hôn không giả thú trong vùng biên giới Việt Nam Lào đã được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam. Sau hơn 10 năm là công dân trên đất Việt, với sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của chính quyền địa phương, đời sống của các hộ dân đã dần ổn định và an tâm gắn bó với vùng đất mới. Thưa quý vị, thôn Bình Sơn chỉ là một trong số rất nhiều thôn xóm trên địa bàn xã A Ngo nói riêng cũng như huyện A Lưới nói chung đang có người Lào di cư sang Việt Nam đang sinh sống. Và chỉ từ năm 2013 khi họ chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam, chính thức có quyền công dân, thì từ đây cuộc sống của họ đã có nhiều đổi thay. Cách đây hơn 22 năm, bà Đôm là người Lào di cư tự do về Việt Nam, sinh sống và kết hôn không giả thú với ông Karim Đôm ở xã A Ngo, huyện A Lưới. Không dễ đăng ký kết hôn, không hộ khẩu, con cái khi sinh ra làm thủ tục khai sinh lại thiếu tên tuổi của mẹ. Năm 2013,
bà Đôm cùng hàng chục người khác trên địa bàn xã Ngo đã được nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên mới là Hồ Thị Trốc. Từ đó cuộc sống của toàn thể gia đình bà đã bước sang một trang mới. Sau 10 năm là công dân Việt Nam, gia đình bà Trốc là một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã với mô hình nuôi bò, nuôi cả trạm cỏ và trồng cây đoát, cho thu nhập bình quân từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Hai sao cái đó là khăm cái đằng cái con, cái cháu với chắc hành đầy đủ hơn. Cái sao cái ạt cái lao là cực khổ, mà hai sao cái đó là nhà cửa họ, họ cho đầy đủ hơn và con cái đi học hành tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn ở đây. Cảm ơn đảng nhà nước đã cho, đã quan tâm gia đình tôi đầy đủ hơn, con cháu đi học hành và đi khám bệnh tật đầy đủ hơn. Năm 2013 là có 13 hộ là trên địa bàn xã nhập tịch, nhưng mà hiện tại là còn 5 hộ là vẫn còn trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, và 7 hộ đã thoát được cái cảnh hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là giống như hộ gia đình của Cà Trang Đôm là một trong những hộ là tích cực làm ăn sản xuất, có mô hình để các hộ dân khác trên địa bàn xã cũng học tập và làm theo, góp phần xây dựng xã nhà ngày càng đi lên. Bố mẹ được nhập quốc tịch Việt Nam, hàng trăm em nhỏ ở vùng biên giới cũng đã được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định của nhà nước. Con đường đến trường của các em đã được thuận lợi và đầy đủ hơn trước. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng đã tìm được công ăn việc làm ổn định. Với chị Nót, việc được nhập quốc tịch Việt Nam đã mở ra cho chị cơ hội để an cư lạc nghiệp và tiến tới thoát nghèo. Những gánh lo cuộc sống cũng đã dần vơi bớt. Từ nhập về nên ở Việt Nam chỉ dùng một cú lo dừng người con này nạp mà chỉ dùng một lo dừng và chỉ học hành cái nhu cực câu mà dạy mơ dừng nơm nơm mấy bầu chụp đây kinh cái nào sương như chợ ở Việt Nam cái nhu cực cái nơm chậm mà chạy quay dừng. Ngoài việc hỗ trợ hoàn thiện cả giấy tờ tùy thân cho cả công dân được nhập quốc tịch, chính quyền địa phương còn quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để làm kinh tế. Nhờ vậy, đời sống của người dân sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có sự chuyển biến rõ nét. Từ chỗ hơn 60% là người nghèo, đến nay đã giảm xuống còn hơn 30%. Tỷ lệ hộ khá ngày càng tăng. Thời điểm hiện tại đời sống của họ ổn định. Trong đó thì chiếm 20% là cái hộ là không phải là cái diện nghèo nữa. Đối với họ là đây là nguyện vọng, xuất phát nguyện vọng từ của các hộ dân đó. Là về chính sách xã hội rồi an sinh xã hội. Khi họ về đây được nhập quốc tịch, mọi cái được tiếp cận như công dân Việt Nam. Về học hành cho con cái, rồi là công tác khám chữa bệnh đều cấp đầy đủ tất cả các cái chương trình thuộc của dự án đó. Nhất là đối với cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn thì được miễn 100% cái công tác khám chữa bệnh. Đây là cái điều kiện mà đối với người Lào nhập được quốc tịch Việt Nam được tiếp cận. Trước khi nhập tịch là họ là dạng như sống du canh du cư, là di cư từ đây sang đó thì tầm 10-15 cái số. Thì sau khi mà được nhập tịch thì cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Thứ nhất là lo bố trí quỹ đất để họ có cái phương tiện sản xuất lao động. Và thứ hai là dựa vào các nguồn hỗ trợ của nhà nước giống như nhà các chương trình xóa nhà tạm, thì đảng ủy, ủy ban và các tổ chức đoàn thể cũng đã hỗ trợ cái nhà ở cho họ ổn định. Đến tận bây giờ, trong ký ức của nhiều người dân Lào sống dọc biên giới huyện miền núi A Lưới vẫn không thể quên được niềm hạnh phúc vào ngày được nhập quốc tịch Việt Nam. Sau nhiều năm sống không hợp pháp trên đất Việt, hơn 160 người đã chính thức có quyền công dân và có thể an cư lạc nghiệp trên quê hương mới. Đây là niềm vui chung, không chỉ giúp người trong cuộc có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, mà còn củng cố mối quan hệ anh em đặc biệt giữa hai nước Việt Lào, tình sâu như nước, hồng hà, cửu long.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Văn Sử, sinh năm 1984, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào khoảng 9 giờ 35 phút ngày 30 tháng 6 năm 2023, tại khu quy hoạch Eo Bầu, phường Hương Vinh, thành phố Huế, Công an phường Hương Vinh đã mật phục bắt giữ Trần Văn Sử có những biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tiến hành kiểm tra hành chính, Công an phường thu giữ trên người Sử 5 viên nén và 4 gói tinh bột màu trắng. Bước đầu, Sử khai nhận số viên nén là hồng phiến và số tinh bột màu trắng là heroin. Công an phường Hương Vinh đã củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế để thụ lý theo thẩm quyền. Còn bây giờ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Hôm nay tại Thừa Thiên Huế, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nên nhiệt độ ở vùng đồng bằng và Nam Đông ở mức 36 đến 38 độ, Huyện A Lưới từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 58 đến 95%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.